ស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីអញ្ចឹងនៅលើដៃខ្ញុំនេះគឺជាមីក្រូហ្វូនរបស់ក្រុមហ៊ុន Fantech ដែលទើបតែមកដល់ថ្មីបាទវាមានម៉ូដែល Fantech LaVIOSA Live MCX02 បាទអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងសលេងអាចនឹងរៀងប្រហែល 10 តិចដោយសារខ្ញុំប្រើសលេងរបស់កាមេរ៉ាហើយទីទៀតពេលដែលយើងអានបោកមីក្រូហ្វូននេះហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការ ແລະក្នុងការថតវីដេអូមិនដែរអូខេអញ្ចឹងមីក្រូហ្វូន Fantech LaVIOSA នេះគឺជាប្រភេទ USB ប៉ុន្តែដល់គ្នាអាចប្រើបានជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រឬក៏ laptop ហើយដល់គ្នាក៏អាចប្រើបានជាមួយនឹងទូរស័ព្ទ Android ដែលមាន Type-C ដែរដោយនៅក្នុងនេះគឺគេ include ទាំង USB A to C USB C to C ហើយមួយទៀតវាជាប្រភេទ detachable បាទន័យថាវាអត់ជាប់ជាមួយមីក្រូហ្វូនហ្មងទេអញ្ចឹងយើងងាយស្រួលទុកដាក់យើងអាចប្រើខ្សែផ្សេងបានបើមិនយើងខ្សែរបស់វាដាច់អីចឹងអ
để dân gặp phong tài thoát xử lý nâng dân ác sắp bàn thì tầm bè đang thoát xử lý như mình thì phí nụ vì mình Active Noise Cancellation tiếp tiếp bán này thay vì ác chui cancel xử lý nụng khán bàn và thì bấy nụ cứ vì mình Quick Mode và trong mút trong ấy hai mùi tiết nụ vì mình chỉ đặt King Mode bán này thay vì ác nâng ô tô một tích và thôi xử lý bài cửa bê đài nọc này vậy chẳng vì lo nâng nông nè đại quạt cho thơ podcast nên background music ấy chăng. Ok, lời nâng dưỡng với cả unboxing hay nhóm nâng replay xử lý mà của thôi mà đã microphone nằm mau cho mùi camera nâng cứ vì ọt sư ô tê bà má tân mẹ tên cảm bài của ốc. Ok chăng tập bố cứ dưỡng khơi miền microphone nâng lửa nâng cứ tôi compact mạnh tên mà nghe xua đã tăng luôn này chẳng hạn khỏi như mình lại đọt ở stand nọc nên trong chấp cho mùi nâng ở ám của bán đây nọc này thế là nhưng mà càng đông tiết khi dân khơi mình cả đặt fix start gái mẹ ngay càng khỏi ní cứ ở warranty card và chẳng microphone ní cứ mình tình hiểu mặt chứ năm khi càng đông hôn mộng chẳng nơi càng đông ní dân khơi mình bỏ pi tiết mà bật mớ chẳng đi cứ chia stand để dương ai đã hàng khỏi đi bán khỏi microphone nó chẳng những tờ lão này đọc nên mới bỏ mũi nít cứ chia sẻ chẳng nó không bỏ khi dương tổ ban thay si tơ si muối đọc nè tổ ban bụng nhau với focus camera nữa chẳng sai đi cứ đọc nên xem nhập đo cho mình tu sắp android đưa còn laptop để phải thay si chẳng là đi vẫn cứ chia type a tơ si chẳng việc standard desktop rồi còn laptop ấy bị chèn miên này là dân tục mà lấy hàng không tiếp khi dân khơi miên bảy đại môi đầm bảy trăm người đã cùng ao viên cơ ở chè stand nhá hay hàng khói viên miên là cho anh đầm bảy tục cùng ao là chứ không ca tập lại cứ nghe rồi mà ta cứ nọc đi còn do hàng khói ní và do này máu mũ cho kia mà chỉ ca sạch thôi hay dương vô microphone máu và mũ khẳng nhọt cho à mũ nóng máu nhưng với ca mũ liền ok nọc này tập bắn nóng cứ hôi xỉa đấy bà rồi nọc này khởi chẳng hay microphone cứ nọc này ai sẽ để mà khối từng mục nghĩa chuyên nghĩa slam mà cứ mũ ban chẳng tên hay vì oxy spate là sao vì compact á cái tui mảnh tên phân bạc đây nhông với cái nhà nào này chẳng dương đã bị nghe sửa vì đôi ở sử khác chương viên quen chẳng là xí spec lặng ở lớn nơi dương mơ tờ lớp port bảo vệ bản chẳng nơi khẳng sản cư nào cái này khơi port AUX mối cư hồn đọt các đài dương ác đọt các đồng bây monitor xử lý bó microphone nâng bán ở nít cứ chiều volume knob và đài nào cái này ác xử lý kế xử lý monitor rồi có xử lý sẽ lấy cái lô nó không ca dương trong ai miên cái lô khác là để chuyển cái ok chẳng á này ok nó nghĩa chẳng lời nâng cứ nhóm record sẽ lên trên phí microphone Fantech âm sĩ xôn phí là vì ở xa lại nâng chẳng sẽ lấy mạch đá nó nghĩa sẽ lấy nét cứ phải hai chìa mà chả am phí một nhóm hay ở tâm an sẽ lấy thằng ọ bà chẳng mau sẽ áp cứ nhóm khởi tha kê bàn bạc Active Noise Cancelling Auto mong bà chẳng là nâng nhóm thơ ca bật Active Noise Cancelling nằm bay oi nọc nè sạp tha sẽ lấy viên mạch chẳng bà bật nâng này
chăng sleng ឥឡូវ ហ្នឹង គឺ អត់ មាន active noise cancelling ទេ ហើយ ហាង ខ្ញុំ នៅ មុខ មាត់ ផ្លូវ ដែរ អញ្ចឹង មាន សលេង ម៉ូតូ សលេង ឡាន ឆ្លង កាត់ រហូត ដែរ បាទ អញ្ចឹង អ្នក គ្នា អាច ស្ដាប់ បាន ថា អាច កាត់ noise ប៉ុណ្្នឹង ណា បាទ ឥឡូវ ហ្នឹង បិទ ណា អូខេ ឥឡូវ ហ្នឹង យើង បើក វិញ ហ្នឹង ហើយ អញ្ចឹង ឥឡូវ ហ្នឹង បើក active noise cancelling វិញ ហើយ អញ្ចឹង ឃើញ ថា ខុស គ្នា ប៉ុណ្្នឹង ណា បាទ មើល អស់ គ្នា អូខេ ឥឡូវ ហ្នឹង ខ្ញុំ ប្រាប់ ពី feature តតងជាមួយ ជាមួយ នឹង volume knob ដែល អ្នក គ្នា អាច សលេង ដូច ជា សលេង gain របស់ microphone បាទ សូប ខ្លាំង សូប តិច សលេង sound monitoring បាទ ន័យ ថា ពេល យើង ដោត កាស ស្ដាប់ សលេង យើង ថត ហ្នឹង គឺ យើង អាច សរេរ បាន លឺ តិច លឺ នេះ ហ្នឹង ដូច volume ធម្មតា អញ្ចឹង ណា ហើយ មួយ ទៀត គឺ សលេង glow បាទ អញ្ចឹង ឥឡូវ ហ្នឹង គឺ យើង នៅ gain បាទ ដែល មាន ភ្លើង ពណ៌ ស នេះ ហ្នឹង ហើយ អូខេ chừng là lời nâng nhom mũi ở hơi nọ kia chừng là lời nâng viết sổ lư mèn tên á là lời nhom bật thoi và nhom bật thoi tích tới chừng viết bật cao chia sổ căn và lời nâng đôi nọ kia lư nhom tích mèn tên với nhom khơi nhờ son về lại mèn tên ok lời nâng nhom bật pin bao nhiêu bà chừng đôi nọ kia khơi nhưng cứ dừng ai sẽ bán hay pe đại nọ kia cho tơ lơ à bột tông nâng môi tiết cứ viết đôi thì chỉ bỏ xoài chẳng hạn như nhọt ai bằng hai bàn tế đòi xa bia chìa ca sở lệ nhờ sound monitoring để dựng đọt ca cho mùi nâng microphone nâng chẳng nhóm chọn mùi tiết ở bia chân quả lưỡng bà chẳng hạn như nhóm ai bằng hai bàn để xa bia cứ chìa ca sở lệ nhờ glow sở lệ echo nâng á ok chẳng lời nâng nhóm tả là echo tích bà chẳng lời nâng nhóm dậy vì cô ta miền sở lệ glow clay và tu sạp nhóm standby ok, ta là ngày off mở nâng ấy ok, lỡ nhóm bà thôi quên bà cũng ơi sẽ lên cái lỗ bê ok lỡ nâng nhóm bà thôi cái thả off ấy bà chân sẽ lên nhóm cua thả mau thòm đà vậy nhỉ hay nhóm chọn mới tiết đôi thả thòm đà vậy nâng ai nọc này chân khóa thí đôi nọc này bàn sạp chân cứ vì nhóm cách thả vì improve chân chiếng camera chiếng microphone camera chân ngay nâng này chân microphone này cứ mình tài lại 35 đô la hay include phần nâng nào cái này xài bí bass stand hay cho mình microphone nâng hay feature biết cứ trả ơn bà mình feature trở ơn tiện đôi chìa ca bà thôi ô tô bà thôi xử lệnh background bê đá nào cái này thơ podcast ấy chân á tại nhóm bà bà tay áo ấy nào cái này để xa background nhóm đôi nào cái này đăng ấy nằm một play ok chân lấy bia UP vậy chân microphone này cứ mình tài lại 35 đô la miền tận địa mà chấm hay mẹ po miền tham cứ ai inbox Facebook bàn bà chẳng mẹ bàn đăng tê dừng chút kia nơi video khỏi tiệt.